Hôm nay trong video này mình sẽ khen cái thiết bị Nokia 6300 4G này nha bạn. Nói rằng khen nhưng mà thực chất là cố tìm ra những cái điểm khen, và đây là sẽ là những cái tip dành cho những bạn nào đang sử dụng cái thiết bị này nha bạn. Còn về những cái video mở hộp đánh giá chi tiết cũng như cái video chơi, đặc biệt là cái video chơi nha bạn, sẽ để cái link ở dưới phần mô tả. Và sau khi các bạn xem xong cái video chơi, bạn vẫn muốn quyết định mua cái thiết bị này thì các bạn sẽ xem tiếp cái video này nha, khen và chia sẻ với bạn những cái tip nhỏ để sử dụng cái thiết bị này tốt hơn nha các bạn. Còn video này sẽ là những cái điểm hay của thiết bị này cũng như là những cái mẹo nhỏ để các bạn gọi là tối ưu được cái thiết bị này khi sử dụng nha bạn. Đầu tiên là những cái mẹo mà mở khóa hoặc là đánh thức màn hình này nha bạn, thì các bạn có thể sử dụng cái phím nguồn của nó. Các bạn bấm vào là nó sẽ kim luôn cái phím đánh thức màn hình nha. Và các bạn đang sử dụng thiết bị các bạn muốn phá thì các bạn cũng sẽ bấm cái phím nguồn này nha bạn, nó sẽ kim luôn cái phím phá màn hình nha. Còn để đánh thức màn hình thì chúng ta có thể sử dụng một là phím nguồn nè các bạn, còn hai là cái phím sau nha, ba là cái phím thăng đó. Các bạn có thể sử dụng phím nguồn, phím sau và phím thăng nha bạn. Đó, đó, phá, kích hoạt mở phá ha. Nhằm bấm giữ cái phím sau nè, đó là nó sẽ phá màn hình luôn đó. Có nhiều cái cách khác nhau, nếu các bạn thấy cái cách nào thuận tiện cho cái việc sử dụng thì các bạn có thể sử dụng ha. Còn về những cái phím tắt ở trên cái bàn phím tay chính này thì tương tự như những cái chiếc Nokia xưa ha, nó sẽ tích hợp cho các bạn là gọi nhanh, các bạn có thể gán ví dụ bấm giữ số 5 ha. Đó, đó thì các bạn sẽ gán cho nó một cái số bất kỳ ha, các bạn sẽ gán cho nó một cái số bất kỳ để chúng ta gọi nhanh hơn. Ví dụ mình sẽ chọn những, các bạn chọn những cái số mà các bạn hay liên lạc á, người thân trong gia đình hết các bạn. Đó, người thân trong gia đình. Ví dụ các bạn, mình sẽ chọn cái số này nha, chọn đó, gán ha. Thì khi đó các bạn muốn gọi nhanh cái số đó, các bạn chỉ cần bấm cái phím 5 thôi là nó sẽ gọi ha các bạn. Đó, à, các bạn sẽ gán được số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Okay, vậy thì bấm và giữ phím sau để phá màn hình ha. Bấm và giữ phím thăng để kích hoạt chế độ im lặng. Đó, chế độ rung. Đó, hoặc là cái chế độ bình thường nha. Nó đang ở chế độ rung thì các bạn bấm và giữ phím thăng để chuyển qua chế độ bình thường. Còn nó đang ở chế độ bình thường thì bấm và giữ phím thăng để chuyển qua chế độ rung. Bạn sử dụng cái phím không này là tương tự như những cái thiết bị Nokia cũ á, Nokia ngày xưa á, thì các bạn sẽ bấm và giữ phím không để kích hoạt nhanh trình duyệt mà khỏi cần vào bên trong ha. Ưu điểm là trình duyệt này nó rất là mạnh nha bạn. Cái trình duyệt này mình đã nói là cái thao tác này kia kia nọ thì nó không ổn, nhưng mà cái trình duyệt này nó rất là mạnh. Cũng phải nói tới cái ưu điểm của nó là nó có thể truy cập vào tất cả những cái trang web mà xem phim online luôn. Và các bạn có thể xem phim rất là dễ dàng ở trên cái thiết bị này, mặc dù là sẽ có khó khăn về cái mặt mà màn hình nhỏ nè. Ngoài ra thì nó sẽ xuất hiện nhiều quảng cáo thì các bạn phải di chuyển và tắt được. Nhưng mà về những cái nội dung web, ví dụ như các bạn có thể, nó không hỗ trợ TikTok nha, các bạn có thể lên cái trang web của TikTok để xem những cái video, mặc dù là trải nghiệm rất là khó chịu chứ không có tốt. Nhưng mà có thể, các bạn có thể dùng để xem phim, bắt wifi, dùng để xem phim để chữa cháy, và vì nó có thể hỗ trợ rất là tốt các cái dạng phim ở trên web luôn. Ví dụ như phim mới này kia kia nọ ha, các bạn hoàn toàn có thể xem được trên thiết bị này nha các bạn. Mình xin nói lại về những cái tiện ích khi bạn sử dụng cái phim cái trình duyệt này nha. Thì các bạn sẽ sử dụng cái phím 3 để zoom lên, để zoom to lên. Ví dụ các bạn thấy chữ nó nhỏ quá thì các bạn có thể zoom lên bằng cái phím 3 ha, và phím 1 để các bạn thu nhỏ lại. Và cái phím 5 nha, các bạn bấm phím 5 này để nó cuộn sẽ nhanh hơn là so chúng ta cuộn bình thường nha các bạn. Còn muốn bỏ cuộn mà ví dụ các bạn muốn bấm vào đây đi, các bạn sẽ bấm phím 5 dừng lại và trỏ cái bàn tay vào đây. Đó, đó là những cái tiện ích ha. Một cái tiện ích nữa mình muốn chia sẻ là tính năng mà chặn số liên lạc á. Ví dụ như những cái số mà người ta làm phiền các bạn á, các bạn muốn chặn thì điện thoại này có hỗ trợ nha các bạn. Để chặn cái số các bạn sẽ vào phần danh bạ, các bạn sẽ tìm kiếm cái số mà các bạn muốn chặn nha. Bạn muốn chặn, sau đó thì các bạn sẽ vào bên trong đây ha, các bạn sẽ tùy chọn và các bạn chọn là chặn số này. Đó, chặn đó. Thì bỏ chặn thì bạn cũng vào tùy chọn ha, và các bạn bỏ chặn số này. Đó, nó cái cách hoạt động của nó là như vậy nha bạn. Thì các bạn chỉ có thể chặn những số các bạn đã lưu danh bạ thôi. Tiếp nhỏ, khi mà các bạn sử dụng cái chiếc Nokia 6300 4G này á, thì ngoài cái việc mà các bạn có thể bấm cái cuộc gọi ở ngoài màn hình menu, màn hình home nha, thì ở trong cái phần menu á, thì các bạn vẫn có thể thực hiện được cái thao tác và bấm gọi các kiểu nha bạn. Ví dụ như là chúng ta có thể kiểm tra tài khoản này kia kia nọ, hoặc là bấm số mới gọi, chứ không nhất thiết mà chúng ta phải thoát ra ngoài màn hình nha. Vấn đề nữa là trong cái video trước mình đã nói, mình đã demo cái vấn đề mà thiết bị này nó không có đa nhiệm á, khi mà chúng ta thực hiện cái máy tính á, thì ở trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn một cái tip để cho các bạn có thể cho các bạn nhớ được cái phép tính để chúng ta tiện hơn. Ví dụ như mình sẽ làm cái phép tính là 5 x 5 ha, 5 x 5 bằng 25.
Nếu mình bấm nút này nó thoát ra thì khi các bạn vào lại nó không còn nhớ nữa ha. Nhưng mà các bạn bấm một cái phép tính nào đó ha. Rồi, các bạn bấm một cái phép tính nào đó mà các bạn bấm cái phím này nha, cái phím mà có cái mũi tên bắt về á, các bạn chọn cái mũi tên bắt về nha. Đó, thì khi đó các bạn vào lại thì phép tính chúng ta vẫn còn được nhớ ha, dù các bạn có thể mở những cái ứng dụng khác ha. Đó. Thì nó rất là tiện cho các bạn muốn tính gì đó mà gian dở á và cần tính lại thì chúng ta vẫn còn nhớ được cái phép tính ha. Thì đó là những cái tiện ích của chiếc điện thoại Nokia 63004G nha các bạn. Thì các bạn còn biết những cái tiện ích nào khác nữa thì các bạn có thể chia sẻ phía bên dưới video để cho các bạn nào đang sử dụng cái thiết bị Nokia 63004G thì sẽ có thêm nhiều cái tip nhỏ để sử dụng nữa. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.